Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán giả Đài Truyền hình Nét Việt. Kính thưa quý vị, nhân xuân Bính Thân, Nghe Lữ trân trọng kính chúc quý khán giả Đài Truyền hình Nét Việt một năm an khang thịnh vượng và gia quyến được hạnh phúc, mọi điều như ý. Và mong quý vị luôn theo dõi những chương trình của Đài Truyền hình Nét Việt.